Thưa quý vị, bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Hôm nay 26 tháng 12 là ngày dân số Việt Nam. Mặc dù đang trong giai đoạn dân số vàng, nhưng công tác dân số ở Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức. Đặc biệt trong đó phải kể đến sự gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đang rất đáng báo động. Chính vì thế mà năm nay, chủ đề của ngày dân số là kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Và đối với những gì diễn ra thì cũng như là những gì mà chúng ta đang quan sát trong cuộc sống hàng ngày thì có thể dễ dàng nhận thấy rằng người dân của Việt Nam vẫn còn đang đặt nặng những quan niệm cổ hủ về cần là phải sinh con cho nó đẹp và đặc biệt là phải đẻ bằng được con trai để có khả năng là nối dõi tông đường. Và đáng nói ở chỗ là quan niệm lạc hậu này không chỉ đeo bám người dân ở những vùng nông thôn mà ở ngay cả những gia đình trong các đô thị hiện đại, những người có học vấn cao cũng vẫn rất là nặng trong cái tâm lý là đẻ con trai con gái. Và câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ cùng phân tích đối với những câu chuyện đang diễn ra như thế này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi cô con gái đầu lòng được 5 tuổi, chị Nguyễn Hằng Ly ở Cầu Giấy, Hà Nội quyết định sinh thêm cháu thứ hai. Hiện tại, chị đã mang thai được 16 tuần. Bên cạnh mong muốn cho thai nhi được phát triển khỏe mạnh, chị và gia đình còn có một ao ước khác. Gia đình cũng mong là có cháu trai để nối dõi tông đường. Ông thì cũng là trưởng họ và bố cháu thì cũng là tương lai là trưởng họ thì cũng mong cháu là con trai. Thật khó tin, bởi tâm lý phải đẻ con trai để nối dõi tông đường có từ thời phong kiến, bây giờ vẫn còn tồn tại trong tư tưởng dù đó là một giáo viên. Trên thực tế, dường như phụ nữ có trình độ học vấn càng cao thì lại càng dễ dàng tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán và sàng lọc giới tính trước khi sinh. Theo thống kê của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, tỷ lệ phụ nữ chưa đi học, biết giới tính thai nhi chỉ là 32,4%, trong khi con số này ở phụ nữ đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trở lên chiếm tới 83,5%. Ở những đô thị hiện đại như Hà Nội, có hàng trăm cơ sở y tế lớn nhỏ. Điều này đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho những người như chị Ly có thể biết được những gì mình muốn. Bác sĩ thì chỉ bảo là nói là giống mẹ, khả năng là giống mẹ thế thôi, mình biết thế thôi. Bác sĩ bình thường là không trả lời nhưng mà mình bảo do gia đình các thứ ấy thì bác sĩ sẽ trả lời cho mình thôi. Mặt trái của tiến bộ trong y học cùng với sự quản lý lỏng lẻo của ngành y tế đã vô tình tiếp tay cho những quan niệm cổ hủ phá hoại sự cân bằng vốn có mà tạo hóa đã ban cho con người. Tỷ số giới tính trước sinh ở nước ta cứ tăng lên hàng năm theo cấp số cộng. Năm 2006, tỷ số này là 109,8 bé trai trên 100 bé gái và hiện nay là 112,3 trên 100. Trong khi đó, theo quy luật tự nhiên, lẽ ra chỉ số này chỉ dao động trong khoảng từ 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Nếu như để tự nhiên, quá trình sinh nở tự nhiên, quá trình phát triển tự nhiên, đến tuổi trưởng thành thì sẽ là 100 trai trên 100 gái. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta từ năm 2006 đến nay thì nó tăng cao một cách bất thường. Mà tăng cao bất thường như vậy đương nhiên là có một cái sự lựa chọn giới tính của thai nhi. Mục tiêu giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 113 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2015 xem chừng khó có thể thành hiện thực khi mà thời điểm này tất cả các bệnh viện và chuyên khoa sản đều đang đặc biệt quá tải bởi tình trạng người dân ồ ạt sinh con năm rồng. Đây cũng là một ví dụ khác minh chứng cho việc quan niệm rất kỳ lạ của một bộ phận người dân. Sinh bé vào năm Nhâm Thìn ấy, nói chung là mình cũng thích lắm. Gia đình với họ hàng ấy thì mọi người cũng bảo là đẻ năm nay đẹp. Theo dự báo, số trẻ chào đời vào năm Nhâm Thìn này có nhiều khả năng tăng khoảng 30% so với các năm trước đó. Tình trạng dân số tăng đột biến như thế này xảy ra trong năm nay không phải là lần đầu tiên. Đây là lớp học của những chú dê vàng. Các em được sinh vào năm Quý Mùi 2003. Chỉ có 12 em nữ trong tổng số 40 học sinh. Một con số chênh lệch không hề nhỏ. Nhà trường đã gặp không ít khó khăn
để có thể xếp lớp cũng như đảm bảo chất lượng dạy học cho một lượng lớn học sinh đăng ký nhập trường. Khi mà tuyển sinh xong thì chúng tôi cũng gặp một số khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất đấy là cái số lượng nam sinh đông hơn nữ sinh. Các bé trai thì thường rất là hiếu động, và cái việc hiếu động của các bé thì cũng có ảnh hưởng đến cái việc tổ chức các hoạt động ở trong lớp, cũng như là giáo viên chủ nhiệm người ta sẽ phải mất nhiều công sức hơn. Đôi lúc là các bé quá hiếu động thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái việc học tập. Áp lực đối với giáo dục mới chỉ là một trong rất nhiều khó khăn do tình trạng dân số tăng đột biến trong một năm. Và việc nhập khẩu cô dâu có lẽ cũng không phải hệ lụy duy nhất nảy sinh từ việc để mất cân bằng giới tính khi sinh. Để khống chế tình trạng gia tăng dân số nói chung và đặc biệt là gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, bên cạnh việc tăng cường hơn nữa các biện pháp đã áp dụng, cũng cần phải đưa ra những chính sách khuyến khích người dân sinh con gái hay hỗ trợ đối với những gia đình có sinh con một bề là nữ. Đi học, có thể con trai là phải nộp tiền học phí gì đó, nhưng con gái thì được miễn học phí. Rồi thì nếu mà vào đại học, con gái có thể được cộng điểm chẳng hạn. Tuy nhiên, những giải pháp được xem là tình thế vẫn còn phải chờ để được đưa ra bàn bạc và xem xét. Mục tiêu giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 113 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2015 rõ ràng đã quá sức đối với những người làm công tác dân số. Thưa quý vị, rõ ràng là nhiều người, đặc biệt là các bậc cha mẹ đã không nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ được sinh vào năm đẹp, trước mắt là những khó khăn trong học tập và xa hơn nữa là việc làm cũng như là nhiều vấn nạn xã hội khác. Và cái vấn đề chúng ta đã đưa ra ở đây đó là vấn đề trọng nam khinh nữ cũng như là chỉ chú trọng vào đẻ con trai sẽ dẫn đến một cái hệ lụy khác, đó chính là dự đoán là trong vòng 20 năm tới sẽ có khoảng 4,3 triệu đàn ông Việt Nam sẽ không lấy được vợ và dẫn đến khá nhiều những hệ lụy khác, ví dụ là bạo lực gia đình này, tảo hôn, lấy vợ nước ngoài. Một vài người nói vui rằng nếu trong vòng 20 năm nữa tình hình này không được cải thiện thì đàn ông Việt Nam phải sang châu Phi thì may ra mới tìm được vợ. Đây rõ ràng là những thách thức rất lớn của nước ta trong thời gian sắp tới, và nếu như không có một giải quyết rốt ráo đối với những người làm chính sách về dân số thì câu chuyện này nhiều khả năng sẽ xảy ra trong sự thật.